Kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam vào năm 2008, Honda CRV vẫn duy trì vị thế là một trong những mẫu xe đứng đầu phân khúc SUV, nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia và khách hàng trong nước. Không chỉ được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, Honda CRV còn tự hào là mẫu SUV nằm trong top các mẫu xe bán chạy trên toàn cầu tính đến hết quý 3 năm 2022. Những kết quả trên là minh chứng cho sức hấp dẫn đến từ những giá trị ưu việt của Honda CRV, an toàn mạnh mẽ tiện nghi cao cấp nhằm tri ân khách hàng đã luôn ủng hộ và tin tưởng các sản phẩm của Honda trong thời gian qua, công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng các nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên Đán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ xe Honda CRV với thông tin chi tiết như sau. Thời gian khuyến mại: từ ngày 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Điều kiện áp dụng: khách hàng ký hợp đồng mua xe Honda CRV và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ ngày 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Giá trị khuyến mại, khách hàng tham gia chương trình khuyến mại và thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ nhận được mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ không bao gồm VAT nếu có cho mỗi xe Honda CRV. Lưu ý, khách hàng hưởng khuyến mại theo chương trình này sẽ không được hưởng các ưu đãi khác theo thỏa thuận trước đó giữa khách hàng và nhà phân phối trừ khi có sự chấp thuận của nhà phân phối. Hiện tại, Honda CRV 2022 được lắp ráp trong nước và phân phối với 4 phiên bản có giá bán như sau. CZVE giá 998 triệu giảm lệ phí trước bạ 119 triệu. CZVG giá 1048 triệu giảm lệ phí trước bạ 124 triệu. CZVL giá 1 tỷ 118 triệu giảm lệ phí trước bạ 143 triệu. CZVLSE giá 1 tỷ 138 triệu giảm lệ phí trước bạ 157 triệu. Phiên bản Honda CZV hiện tại sở hữu nhiều cải tiến đột phá về công nghệ. Đặc biệt là Honda Sensing hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến, bảo vệ toàn diện cho người lái, người đi đường và các phương tiện xung quanh, đã được nhiều khách hàng trải nghiệm và phản hồi tích cực. Với sự cân bằng hoàn hảo giữa không gian rộng rãi và linh hoạt, chất liệu cao cấp, thiết kế sang trọng, khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ động cơ tăng áp VTEC Turbo cùng những cải tiến vượt trội về công nghệ, Honda CR-V chắc chắn sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị cho khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, chương trình lái thử xe Fusion Performance tại đại lý cũng như chương trình khuyến mãi, vui lòng liên hệ nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc.